hôm nay là có video thứ hai mà sẽ tiếp với các bạn về các loại quay cũng rất là đình đám trong thời gian qua, đó chính là quay titanium của hãng San. Thì cái quay này nó là được làm từ sữa nha các bạn, không phải quay bò hay quay kim. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số cái thông tin cơ bản ở trên cái bao bì này, đánh giá xem nó có những cái gì hay. Đây thì cái này là cái hãng Sam, nó in nổi, nó nhập nổi trên cái bao bì này luôn. Cái hàng này nó làm cái kiểu như vậy nha các bạn, cái hộp màu đen, cái bao bì mà nhìn nó cũng khá là đẹp đó, bao bì bắt mắt. Bắt mắt thì nó đắt tiền thôi thôi các bạn, cái hàng này nó giá cũng tương đối là đắt. Đây Sam quay, đây là titanium Axolac. Cái con số đầu tiên mà mình nhìn thấy bên ngoài đó là 27 gram, 27 gram này là 27 gram đầu tiên nha các bạn, 27 gram Hydrolite Axolac. Đó là quay này là quay Hydrolite. Hydrolite là làm tỉ thân, là quay là quay tỉ thân các bạn. Tỉ thân là từ Axolac này nó chặt nhỏ cái phân tử đầu tiên ra nữa thì nó sẽ gọi là Hydrolite tỉ thân. 27 gram, 27 gram này cũng cao đó các bạn. Thì thường mình thấy quay bây giờ nó khoảng 25 gram, có hàng 23 gram nữa, còn hàng này nó 27 gram. 27 gram này là so với ISO 100 là cao hơn rồi đó, hàng này nó cạnh tranh là hơn so với ISO 100 rồi. Thế đó thì mình sẽ nói đến cái những cái dòng chữ bên dưới này, nó để ở đây 7 gram BCA trong liều dùng. Thì 7 gram mà một liều dùng của quay mà 7 gram là khá là cao nha các bạn. Như thường mình xài BCA thì như quét BCA, một con BCA thì nó chỉ có 5 gram thôi, mà 5 gram đó là BCA, còn cái này nó là 7 gram, nó cao hơn rồi đó. 1,4 gram glutamine trong một liều dùng. Thì cái glutamine này là cái gì? Cái này là để phục hồi chống chịu quá cơ bắp như vậy. Cái hàng này rất là cần thiết. Cái người mà là vận động thể chất nặng như tập gym, cái thể thao này kia, cái chất này rất là cần thiết để cho nó chống chịu quá cơ bắp của mình, phục hồi nhanh hơn. Cái này là cái khối lượng của nó 5 lb, tương đương với 2 kg. Thì cái thằng này cũng khá là nặng, 2.2 kg nha mấy bạn. Cái bột nó lên thì nhóc vào trong đây luôn, chứ nó không như mấy thằng kia bột nằm trên lưng, bột nó rất là nhiều. Hai cái này nó có thêm chữ Rotin, có chữ R nhỏ dưới này là cái Rotin này. Rotin này là có thương hiệu nha mấy bạn. Đây, Rotin đã đăng ký thương hiệu. Thì đây nó cũng có cái tem của nhà nhập khẩu. Đây, BBT. Cái tem của nhà nhập khẩu, BBT là cái nhà nhập khẩu khá là lớn ở cái thị trường Việt Nam, cái nhánh Hồng Bổ Sung này. Ngoài BBT ra cũng còn nhiều cái nhà nhập khẩu khác nữa, chứ không riêng gì BBT. Đây thì nó có để cái nhà sản xuất, xuất xứ Hoa Kỳ, nó để mấy cái thông tin cần thiết ở trong đây nè, là cách dùng, đối tượng dùng. Mấy cái này thì nó cơ bản rồi, cái tem nhà nhập khẩu thì cái tem nào nó cũng phải có mấy cái đó. Thì đây nó cũng có cái tem chống hàng giả của Bộ Công an nữa. Đây, dán ngay trên cái miệng, cái nắp hộp. Còn cái mã cào đây, đây là cái mã cào.
tham khảo sản phẩm cho mấy bạn. Để đây nó có hướng dẫn cho mình. Chào cái mã số này, đây nó có hướng dẫn mình cách soạn tin nhắn ở đây, mình gửi về tổng đài để mình xác nhận coi cái sản phẩm này có phải là do nhà nhập khẩu này có tối hay không. Đây nó có các chữ số ở trong đây, chào ra đây. Nếu bạn nào cũng yên tâm hơn về cái sản phẩm này nó có chắc chắn hay không thì mình chào ra, mình gửi về tổng đài, mình xác nhận lại một lần nữa để cho nó chắc chắn, không sợ bị hàng giả, hàng trôi nổi hay là hàng ba nha. Nó là như vậy, cái này cũng quan trọng không, quan trọng nhớ bạn. Đây nó có một cái nhãn cho mình tắt. Tất cả đều ghi rõ ràng ở đây. Một liều dùng là 30,1 gram. 30,1 gram thì cũng tương đối, cái muỗng mà nó tương đối là to. Đa số bây giờ quay thì một liều dùng của nó là khoảng này nha các bạn, 30, 31, có thằng 36. Thì 30,1 gram thì cái 30,1 gram thì đây các bạn nhìn đây, 93% vuông. Nghĩa là sao? Có nghĩa là 100 gram, 100 gram thì nó có 93 gram là đầu tiên nó trong 100 gram đó, 93%. Là cái con số này nó cao hơn cả ISO 100 không mấy bạn? ISO 100 chỉ chắc cho bạn cái con số này cạnh tranh khá là khốc liệt, cạnh tranh từ con số 1. Đây, nói tiếp về cái liều dùng của nó là 76 liều. Một hộp này là được 76 muỗng. Bạn nào mà xài tiết kiệm thì một ngày xài một liều thì được 76 ngày. 76 ngày thì được khoảng 2 tháng rưỡi nha mấy bạn. Nếu mà mình xài tiết kiệm sau khi mình đi tập gym thì được 2 tháng rưỡi. Khi đó thì mình có calo nó 110 calo. Rất là ít luôn. 110 thôi. Quay bây giờ mà quay 110, 102, cao lắm 103. Quay isolation thì cái này nó thích hợp cho những bạn nào muốn ship cơ giảm mỡ cắt nét thì mình xài cái quay này, calo nó rất thấp, rất là phù hợp cho mấy cái bạn mà trong cái hoàn cảnh đó. Tát tổng tát không, béo được không rồi, cholesterol 5 mg chiếm 2%, carbon hydrate chỉ có 0.5 gram, chất xơ thì không có, đường thì không có, protein 27 gram, sodium 50 mg, potassium 120 thì nó chỉ có protein thôi, ngoài ra thì chất thì không có cái gì hết. Nếu mà quay thì cái loại nào cũng vậy đó, đặc biệt là quay thì hydro line thì nó sạch đến mức vậy. Còn đây là cái nhãn phụ cái bên về cái thành phần amino acid ở trong quay thì đầu tiên là nó cũng mấy cái này thôi, còn cái này là BCA nha các bạn, cái chất này là để phục hồi cơ bắp, leucinin, isoleucin, valine, thì mấy cái chất này mình sẽ nói rõ hơn trong những cái video kế tiếp mà mình chia sẻ về BCA nha các bạn, cái này mình sẽ nói sơ thôi. Đây là cái chất là đó, và analin, glutamic, cái chất này nó cơ bản là quay nào cũng phải có đó. Còn ở dưới này hydrolyte isolate, nó ghi rõ dưới này, cái này tiếng Anh không mình cũng khả năng tiếng Anh của mình thì nó không rõ cho lắm nên là cái nào mình biết thì mình đọc thôi, còn cái này cũng không cần phải tìm hiểu cho nó. Đây thì nó có cái chứng nhận GMP, chứng nhận quốc tế về cái tiêu chuẩn, về một cái tiêu chuẩn nào đó cái sản phẩm này đã đạt thì nó cấp cái chứng nhận này các bạn. Còn đây nó cũng có một cái chứng nhận đó nè, còn cái này nó là cái hình gì á mình không có hiểu, bạn nào muốn tìm hiểu có thể lên Google search, cái này cái hình thì mình cũng không biết cái sao nó như thế nào.
Dâu thì bạn nào mà có uống này rồi thì chắc không biết cái mùi của nó rất là thơm luôn, mà chỉ cần mở cái nắp ra thôi là thấy cái mùi thơm của nó bay ra là chịu không nổi cái mùi của nó rồi đó. Rồi bây giờ là mình thấy không có sung đa số, nếu mà nói về quay mà nó làm mùi sô cô la nhiều quá thì mình uống cũng ngán. Có nhiều hãng thì nó chuyển qua nó làm mùi dâu vani và kem, nó một cái cây này nọ, thì cái mùi dâu này nó sẽ làm cho mình đỡ ngán hơn, uống nó dễ uống. Tự nhiên dâu tự nhiên miệng nó thì uống nó cũng nhạt nhạt như cái xô 100% nha các bạn. Bạn nào uống cái xô 100% rồi chắc cũng biết thằng này nó cũng tương tự như vậy thôi. Quay new line nó nhạt nhạt như vậy chứ nó không có được đậm đà như là những thằng mát. Mát thì nó có đường thì nó cát, còn này nó không có đường. Nhưng mà mình uống nó vẫn dễ uống các bạn. Nó là không có đường nhưng mà uống nó vẫn ngọt. Rồi vì sao? Ngọt này không phải là đường, ngọt này là do cái chất tàu ngọt nó bỏ vô trong đây nó làm cho mình dễ uống. Uống nó dễ uống thôi chứ không phải là đường từ đường hóa học hay là đường cát này kia. Mà muốn sung còn phải dễ uống như vậy thì nó uống được nha các bạn, chứ nó không có đường, nó không có chất tạo ngọt thì nó rất là khó uống luôn, nó còn tệ hơn là rượu bia còn rất là khó uống. Khi đó thì mình ở bên đây nó còn có một cái thông tin rất là dài bằng tiếng Anh, nhưng mà nào mà có khả năng tiếng Anh đọc được thì đọc được. Mình thì cái này mình không có cần quan tâm lắm, là các bạn cần quan tâm vào những cái này thôi. Đây mình thấy nhiều bạn nhiều khi đi mua thì quan tâm nhiều đấy, như là số lượng liều dùng, số liều dùng nó bao nhiêu, calo, đầu tiên nó bao nhiêu gram, chủ yếu là mấy cái đó. Còn cái này nó không có gì thì nó sập em không nói rồi. Cái đó thì mình chia sẻ đến cái công thức sản xuất đi. Hiện tại bây giờ trên thế giới thì cái công thức sản xuất mà tân tiến nhất về sản xuất quay đó là CFM. Thì CFM là sao? CFM có nghĩa là nó dùng bằng lọc rồi nó tách protein ra. Còn ngày xưa thì cái công thức sản xuất cũ thì nó sử dụng công thức đó là L-Gen là nó sử dụng nhiệt độ rồi nó tách protein ra, thì nó làm bằng cái phương pháp đó thì cái lượng protein nó trong quay nó sẽ bị mất đi một phần nào đó, nó không có còn giữ được lại cái lượng protein mình nhiều, và nó tinh khiết nó như là thằng xếp em nha các bạn. Bây giờ thì nó xài xếp em hết rồi. Khi mình mua quay là protein thì mình cũng nên để cái phần công thức sản xuất đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn, bởi vì cái thằng mà xài cái sử dụng cái công thức mà sản xuất mà bằng xếp em thì lúc nào nó cũng cái giá nó cũng đắt hơn là em mà xem, bởi vì công thức đó nó phải tốn nhiều chi phí về thiết bị máy móc và công nghệ nữa, cho nên nó mắc hơn là chỗ đó. Còn về cái nhu cầu sử dụng thì quay thì nó đơn giản lắm mấy bạn, nó không có được đa năng đa dạng như là đầu tiên hoàn chỉnh như lần trước mình đã nói rồi. Chỉ sử dụng sau khi uống dậy trước có tập và sau tập, thì quan trọng nhất là khoảng là lúc sau lúc tập nha các bạn, cái lúc đó là protein mình nó bị thiếu, cơ bắp mình nó đã bị phá hủy khá là nhiều, cho nên mình phải nạp cái lượng protein sau lúc tập để cho nó phục hồi lại ngay. Khi mà uống hydrolyte vô thì độ 15 phút sau là nó sẽ hấp thu hết được cơ thể của các bạn, nó tốt lắm, nó tốt là như vậy, tốc độ nó nhanh, quay thì nó được cái nó nhanh như vậy. Nhưng mà sau đó thì mấy bạn vẫn phải ăn uống bình thường, ăn một bữa ăn bình thường để lấy lại những cái chất
rồi những cái vitamin cần thiết, những cái cáp cần thiết cho cơ thể để nó nuôi cơ thể mình. Các bạn chỉ dựa vào một cái thằng quen hay không thì nó không đủ đâu nha mấy bạn, còn thiếu rất nhiều thứ. Bởi vì cái này nó không có protein, nó không có vitamin gì hết, nó chỉ có protein thôi. Mình cũng xin chia sẻ thêm là có bạn hỏi mình cái này có thể tăng cân được hay không, thì mình xin trả lời luôn là cái này hoàn toàn không có tăng cân được các bạn. Bởi vì sao? Vì cái này calo rất là thấp, 110 calo thôi. Bạn uống 1.000 hộp này không tăng cân không nổi đâu. Còn muốn tăng cân bạn phải uống một cái loại protein khác calo cao và chất nó đầy đủ thì mới tăng cân nổi. Còn cái này không thể tăng cân, cái này chỉ dành cho những đối tượng là muốn cắt nét giảm cân, tăng cơ, tăng cơ các bạn, tăng cơ không phải tăng cân thì mình sử dụng đó. Còn riêng muốn tăng cân thì phải xài một cái loại protein khác. Còn cái gì để chia sẻ nữa không? Sẽ chia sẻ luôn nha các bạn. Đây là mình sẽ nói về cái hàng sử dụng đi. Có nhiều bạn đi mua mà mình không có để ý đến cái hàng sử dụng nữa đó. Có nhiều bạn thì để ý đó, các bạn nó cũng tinh tế đó. Còn có nhiều bạn thì mình quên đi cái đó. Đây hàng sử dụng, không có cái mã lót. Mã lót ra trên hàng sản xuất và hàng sử dụng thì mình mua, mình cứ xem cái nào mà hàng sử dụng nó xa xa, cái đáp nó xa càng tốt, mình xài mình yên tâm, mình không có sợ hàng hết đáp. Như cái này thì hàng sử dụng nó tới tháng 7 2020, đáp rất là xa, hàng cũng mới luôn các bạn. Thì cái giá của sản phẩm thì mình có để trên website, thì cái đường link website mình để ở phía bên dưới, bên ngoài video để bên dưới nha các bạn, có Facebook và fanpage. Bạn nào cũng quan tâm hay là muốn tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm thì mình hãy vô mấy đường link đó. Thì mình cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Bạn nào mà có ý kiến nào hay hơn thì hãy comment ở bên phía bên dưới để mình cùng nhau chia sẻ và trao đổi, để đóng góp thêm ý kiến cho sản phẩm, để mình càng cái kiến thức của mình càng ngày càng lên nha mấy bạn. Xem xong thì video hay thì mấy bạn hãy like và subscribe, đăng ký kênh và nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được cái video mới nhất, để ủng hộ cho cái kênh của mình nha mấy bạn. Thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video kế tiếp về những cái dòng thực phẩm bổ sung như whey hay là những cái loại giảm mỡ, tăng cân rồi BCA. Chào tạm biệt các bạn nha.